Matthew chương 13, từ câu 47 đến câu 53. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Chúa Giêsu rao giảng về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Trong dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy triều đại của Đức Kitô như thế nào vào thời cánh chung. Ngài sẽ tách những kẻ gian ác tội lỗi khỏi những người công chính. Và Ngài cũng sẽ tách những ai trung thành bước đi theo thánh ý Chúa, cũng như mệnh lệnh của Ngài, khỏi những kẻ phản kháng chống lại Thiên Chúa. Và Đức Kitô cũng sẽ tách những ai biết gieo lòng yêu thương khỏi những kẻ chỉ biết gieo hận thù ghen ghét. Vâng, anh chị em thân mến, hình ảnh người đánh bắt cá tách những con cá tốt, những con cá tươi khỏi những con cá ươn, cũng giống như hình ảnh người chăn chiên tách chiên và cừu khỏi những con dê, những con chiên không tỉ vết khỏi những con chiên có tỉ vết. Thiên Chúa sẽ phân biệt những ai đón nhận Ngài và xưng Ngài là Chúa của họ khỏi những kẻ bất tuân, xem thường Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài. Thiên Chúa chúng ta luôn quan tâm chăm sóc chúng ta. Ngài yêu mến chúng ta như Ngài đã từng yêu mến và chăm sóc dân Israel trong sa mạc. Ngài muốn tất cả chúng ta quay trở lại với Ngài, hiệp nhất với Ngài. Đó là lý do tại sao trong suốt lịch sử nhân loại, Thiên Chúa tìm mọi cách để cứu dân người, mặc cho dân của người lần này lần khác phản loạn, bất trung. Thiên Chúa đã gửi nhiều ngôn sứ đến để hướng dẫn dân người trở về nẻo chính đường ngay. Tuy nhiên, những ngôn sứ và sứ giả của Thiên Chúa thường bị chống đối, bắt bớ và bị giết chết. Và cao điểm của lịch sử cứu độ đó chính là cuộc giáng lâm của Chúa Giêsu Kitô. Đức Kitô đến đã trở nên nguồn hy vọng và ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Ngài đã trở nên cầu nối giữa Thiên Chúa và chúng ta là những kẻ tội lỗi. Ngài đã trở nên con đường qua đó những con chiên lạc có thể trở về với Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương. Và cái chết của Chúa Giêsu đã phá vỡ bức màn ngăn cách của người với Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao trong suốt lịch sử nhân loại, Thiên Chúa luôn tìm mọi cách để cứu dân người, mặc cho dân người đã lần này lần khác phản loạn, bất trung. Thiên Chúa đã gửi nhiều ngôn sứ đến để hướng dẫn dân của người trở về nẻo chính đường ngay. Tuy nhiên, những ngôn sứ và sứ giả của Thiên Chúa thường bị chống đối, bị bắt bớ và bị giết chết. Và cao điểm của lịch sử cứu độ đó chính là cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô đến đã trở nên nguồn hy vọng và ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Ngài đã trở nên cầu nối giữa Thiên Chúa và chúng ta là những kẻ tội lỗi. Ngài trở nên con đường, qua đó những con chiên lạc có thể trở về với Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương. Cái chết của Chúa Giêsu đã phá vỡ bức màn ngăn cách con người với Thiên Chúa. Từ đây Ngài trở nên con đường trực tiếp đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Ngài đã thiết lập một giao ước bằng máu của mình đổ ra trên thập giá để cứu chúng ta. Và chúng ta xin Chúa hôm nay cho chúng ta được lớn mạnh trong niềm tin vào Thiên Chúa và can đảm làm chứng cho niềm tin của mình, để tất cả chúng ta cũng được chia sẻ vinh quang nước trời mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai trung tín và bước đi trong đường lối của Ngài. Amen.